loài bút thâu đức thế tôn hiệu bút thâu bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giao hóa chúng sanh cùng biết với Bhagavati đức thế tôn hiệu Bhagavat bởi ngài đã siêu xuất tam giới tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Na thì mê sa ra năng anh nhân đua thô mê sa ra năng và răng ê tê na sát cha quát chê na hô tú mê cha và măng gá lăng chẳng có chi đáng cho con phải thương theo đức Phật là quý báu nên con phải hết sắc khách pháp bảo của đức thế tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp thâm mô là pháp thanh có chính hàng bốn đạo bốn quả và một niết bàn sanh đi thi cơ là pháp mà chư thanh đã thấy chắc biết chắc bởi nhờ kiến tánh chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác nghĩa là tự mà đa pháp độ cho ngày giờ là khi nã không chậm trễ ê hi ba si cô là pháp của chư thanh đã đắc quả rồi có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được ô ba na di cô là pháp của thanh đã có ba chà tăng bê đi ta bở huynh như hi tê là pháp mà các hàng là bậc thượng trí được biết được thấy tự nơi tâm na thì mê sát ra năng anh nhân thâm mà mê sát ra năng quá răng ê tê na sát cha quát chê na hô tú mê cha và mặn gá lăng chẳng có chi nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Sapatibano Bhagavato sa bự Phật các ngài đã tu hành chinh chắn y theo chánh pháp. Uchubatibano Bhagavato Sāvakasangho tăng là các bậc thính văn đệ tử Phật. Các ngài đã nhà Yabatibano Bhagavato Sāvakasangho là các bậc thính văn đệ tử Phật. Các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi ba ti ba no pha ga wa to sa wa ca sang kho tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Cha di đăng cha ta di bu di sa yu ga ni tăng ni điểm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hoàng, tăng đã đắc đạo cùng quả tư na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán, a tha bu di sa phục gà, tăng nêu đêm triệt thị hoàng, tăng đã đắc quả tu đà hoàng. Tăng đã đắc đạo tư đà hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, ta an na hàm, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la hán. Ê sa pha ga wa to sa wa ca sang kho chữ tăng ấy là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật. A hu na y vô các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của vô các ngài đang thọ lệnh của tinh thí mà họ dành để cho thân quyền cùng bầu bạn ở các nơi nhưng họ lại đem cũng cho các
Ngài đăng khi nay vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thí, tinh lý những các ngài đang cho chúng sanh sanh lễ ba ca sa tế. Các ngài là phước địa chúng sanh không đâu bị kịp. Na thì mê sa ra năng anh nhân sanh khô mê sa ra năng hòa ra ê sát cha quát chê na hô tu mê cha gia măng đa lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Ba mê sư ba tích đi tăng xa ri đi ca tha tu ma bô thiên bùa ta rũ băng sa ca lăng sa đa làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế tôn đời dạy tỏ thường a năm điều quán tượng thường xét ra, ta đây phải có sự già thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, ta đây sự chết sẵn thế nào tranh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quy mến ta đi biệt màu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phật minh kết thành. Sa bê sa ta bê ra hôn tu su khi ta hôn tu nhiệt đục cả hôn tu áp gia bạch cha hôn tu a rô ga hôn tu sam ba tỷ sa mê chánh tu su khi a ta năng Mari và Yap Bata, Chani Kwaya, so Kapata, Chani so Kahon, Biba Nino. Nguyện cho tất được sự yên vui, đừng có khổ, đừng lẫn nhau, đừng hẹp lưỡng hay cho được sống lâu, đừng có bền hoang hãy cho được thành tựu đầy đủ, hay giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính lãnh lễ chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tắc bạch để thọ trì bát quan trai giới. U ca sa ma văn hoành tê vi sum ra ca na tha ya ti sa ra nê na sa ha thăng ga sa măng na ga tăng U bồ sa thăng và cha chúng con xin thọ trì tam quy và theo cho được sự lợi ích. Đô ti giảm bi má văn phành tê vi sum ra kha na tha gia ti sa ra nê na sa thăng ga sa măng na ga tăng U bồ sa thăng và cha ma bạch qua trì tam quy và ngũ giới nơi bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới để theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta tỳ giảm bi ma văn phành tê vi ya ti sa ra nê na sa thăng ga sa măng
Cao Sa Thân và Cha Ma Qua Đà Đại Đức Tăng và Bát Quan Trai Giới Đề Vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Đạo tràng chúng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Đăng Đàn thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy các quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nam mô Bích Tha Giá. Xin ngài hoan hỷ trao truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con ạ. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Ngài có nghe được anh thanh con không bạch ngài? Chắc ngài ngủ rồi chị Metta ơi. Ngài không thèm truyền quy giới cho đạo tràng rồi. Hiệu của ngài Trí Đức không quý vị? Hay là chỉ có máy của Nhật Quỳnh là không thấy thôi? Alo, đạo tràng cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu đi. Alo, alo, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, quý vị có nghe âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi. Không, chị ra. Dạ, dạ cảm ơn chị Duyên, dạ cảm ơn chị Meta. Dạ, nam mô Bố Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh ngài Trí Đức truyền trao tâm quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ, sa thú lành thay. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bố Tha Giá. Kính lễ chư tôn, chào quý vị sư và cô tu nữ, chào chư thiện nam, xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và bác quan trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đằng sở đằng gà cha mi con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sở đằng gà cha mi con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căn sở năng gia chàm bị con em lòng thành kính xin quy tăng. Đức Di Âm bị Bụt đăng sở năng gia chàm bị con em lòng thành kính xin quy Phật. Thần thí gia chàm bị con em lòng thành kính xin quy Pháp. Thần thí nhị con em lòng thành kính xin quy tăng. Thần thí nhị đang sợ năng gai chạm mi con em làm tạ thì âm bi đắm mang sợ năng gai chạm mi con em làm thành kính xin quy pháp lần thứ ba tạ thì âm bi sang căng sợ năng gai chạm mi con em làm thành tăng lần thứ ba. Bụt đăng sa ra năng gạch con đem hết lòng thành kính thọm măng sa ra năng gạch cha mi sẵn khang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng rồi thì giảm bi bụt đăng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính rồi thì giảm mi thâm măng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì rồi thì giảm mi sang khang sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì tập thì giảm mi quét đăng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ ba tập thì giảm mi thâm măng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba
Tatiyami sangkhang saranang gacchami. Con lần thứ ba. Tì sa rạc nạc cả hát đăng nê thị tăng phát huy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phan bài là thứ ba tam vừa rồi mình đi sẽ có bất năng sa ma địa còn xem về điều học sân adina da na ya mi còn xem về điều học là quy tánh xa suy trộm cấp hợp lầm ma chari ya về rồi mình đi sẽ có bất năng sa ma địa tham mê chánh xa sự thông dâm mụ xa về là mình đi sẽ có bất năng sa ma dâm vì chánh xa sự nói dối sura mê ra dâm ma chập ma đắc tha na về là mình đi sẽ có bất năng sa ma dâm mê còn siêu bao nhiêu điều học là quy tránh xa và các chất sai quy ca la phô cha nam quy ra mà đi sẽ có bất năng sa ma đi ya mi còn xin mấy nhiêu điều học là quy tránh xa sẽ ăn sái giờ từ nam ma la gan tha quy le ban tha ra nam man đan tha nam quê là mà đi sẽ có bất năng sa ma đi ya mi còn siêu mấy nhiêu điều học là quy tránh xa sự muốn há tôi kẹt thơm dự phận và đều chẳng hoa un chai xe ya nam ma ha xe ya nam đi sẽ có bất năng sa ma đi ya mi còn siêu mấy nhiêu điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi đâu quá cao và mana ti va ta vệ ra mani sức khả ba đăng samadhiya mi con xin vâng giữ điều học là cô na đa na vệ ra mani sức khả ba đăng samadhiya mi con xin vâng giữ điều học học là cô ima đi ya mi con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự thông dâm mô sa wa da vệ ra mani sikha ba đăng mi con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa ra yamacha ba ma đa tha na vệ ra con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sai vika la phô phô cha na di ya mi con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự ăn sái giờ na ca ghi ta qua đi ta vi su ca da sa na ma la gan tha vi le ba na tha ra na mang da na vi phu sa da tha na về ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự mua nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm dời phân và đeo trạng hoa ô cha sa ya na ma ha sa ya na vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp
Dạ đạo tràng, bạn có nghe được âm thanh? Nam mô Bụt Thầy. Dạ đạo tràng. Ca tăng Bụt Tháp Bình Nhã Tăng U Bồ Sa Thăng Y Mạnh Cha Ra Tinh Y Mạnh Cha Đi Qua Sang Samma Deva A Thi Ra Khi Tâm Samma Đi Ya Ma Bạc Hoàng Trai Giới Tròn Đủ Tam Điều Cái Đức Phật Đã Giao Hầu Đệ Vân Dự Hành Theo Ca Được Trong Ngày Nay Và Đêm Nay Mong Cầu Gieo Được Giống Lành Để Thấy Rõ Nếu Trong Ngày Hiện Nay. Imani antasika badani ubo sukasi lawase na iman charanting iman jadi wasang sa tukang katuang ambamade nasamara kitab bang chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi có ra môn di hành theo cho được trong sạch cho ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tin yon ti sì lê na phu ca sam ba da sì lê na ni phu tin yon ti ta sam ma sì lăng vị so tha ye cho chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cái do nên cho Phật tử Phật đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thu lành thai u tam ăn ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng sung bà ruột tam ăn buộc thể vô khá lý tổ đô sơ buộc thâu khám mặt tu tăng mà măng ô ta mang ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cha được vị thăng quả răng thầm mê vô khá lý tô đỡ sâu thầm mô khá mà tu tăng mà măng ô ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị thoát ta măng sẵn khê vô khá lý tô đỡ sâu sẵn khô khá mà tu tăng mà măng Vatu sapa mangalang rakhantu sapa dewata sapa buddhai sapa thammai sapa sangkai nupawe nasada sopi Pawantu ten tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thu lành thai phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn hãy làm chuyên tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát cái liền kịp sao nếu trễ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ nguyện thoát ba tai nước lửa minh nguyện thảy chúng sanh khởi oan kết nguyện cho nhân loại đang tu hành nguyện dinh tam học gia định tuệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh tự khổ nguyện diệt tâm tham hao lợi danh nguyện tu tinh tấn đại đại nguyện sao đạo quả sớm viên thành chữ thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều lộng vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyện thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo mau tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha. Dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân
Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý Ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bích Thai Giá. Do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam Mô Bích Thai Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Và kính chào Huynh Kinh. Kính chào Thích Lờ Man. Mến chào Sích Viên, mến chào Trang Thư, kính chào chị Meta, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Tầm Quý, kính chào Diệu Nguyễn, mến chào Thi Lâm. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, mình kính chào đạo tràng và Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Dạ quên, kính thỉnh Pháp Sư, dạ quên Quỳnh Kinh không cho thỉnh Pháp Sư. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng. Dạ thành kính kính mời Huynh Kinh có thể đăng đàn để khởi đầu buổi học ngày hôm nay. Dạ kính mời bàn tay của Huynh Kinh ạ. Nhật Quỳnh kính nhân mít đến Huynh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Kính lễ chư tôn đức, kính lễ chư trí đức và thân chào tất cả quý vị. Rõ ha? Rồi, ok. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về khóa thứ nhì. Trước rồi chúng ta học được về thọ, ngày này chúng ta học tiếp theo bài mới. Tuần sau là vô Tết rồi chắc nghỉ ha quý vị. Quý vị cho biết ý kiến ha. Tuần sau đi vô Tết Việt Nam mình là Tết dương lịch, Tết âm lịch chứ. Tuần sau nghỉ Tết không? Ngày sau. Alo. À, đúng rồi. Ngày nó nghỉ Tết mừng hết hồn hết vía. Mừng quá. Rồi, ok, hôm nay mình học buổi hay là tuần sau mình nghỉ sẽ hơi một hai tuần vậy đó. Trước khi vào buổi pháp học, buổi học hôm nay chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhivadayami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Subhativanno Phagavato Savakasangho Sankhan Namami Sama Sambuddhamatulang Sasattham Aganuttamang Aviva Dejapasisang Avithammasangkhang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng, giáo hội chúng ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Rồi, hôm nay cái buổi học chúng ta cũng có hai phần. Phần thứ nhất là đọc Bali của cái bài chúng ta. Rồi, sư Quang Hỷ tham gia đọc. Cho nó room mình là dẫn đầu trong các room ha. Cố gắng làm cho nó trong tự. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Đạo tràng có nghe được âm thanh của Metta không? Dạ, xin cho biết ạ. Dạ, cho biết đã nghe rõ.
Dạ cảm ơn Sức Đờ Men. Dạ trước hết con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào thầy kinh. Dạ ở đây con đang ở Việt Nam thành ra có nhiều âm thanh buổi sáng quá, xin đạo tràng dạ rồi tiếng em bé khóc nữa, nhưng mà con đọc, dạ con xin đọc ạ. Hồ nhân phối hợp hê tú xăng gá hê hê sô mô hồ á lô phô á đô sô á mô bí chấp bí thà phá hoành tí thân là tham sân si vô tham vô sân và vô si. Tát tha chán đoà ra quát chán ná nhà ná sâm bát tích chán ná sang tì ra ná quát tha ba ná há xá ná quá xê ná á tha ra xa hê tú cá chích tà ní nà má. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh. Sê na ní sắp bà ní bí ê cá sát tá thê tú ca nê quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tát tha bí đuê mô mù há chích tà ní còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Sê na ní đáp xá yut ta ni đoa đa xá ca na ni cha tí đoa quỳ xá tí ít ta ni 10 loại tâm bất thiện còn lại và tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22 có hai nhân. Đoa đá xá nhà ná sầm bá yút tá à mà quá chá rá sô phá nà ní chê quá banh chá tinh xá tà ní cha tí sát tá chát tà tỳ xá tí hề tu cực giới hợp trí và 25 chung lại là 47 có ba nhân. Ô sô chá mô hồ chá hề tú á cú xá lào á lô phà đô xà mồ hồ chá cú xá là à, tham sân si là ba loại nhân bất thiện
cùng thế ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hê tu ca tha ra sê ca hê tu ca đê đoa quy sát tí à má ta sát tá lý xá tí hê tu ca. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 22 loại hai nhân và 40 bậc. Dạ, câu pháp cú số 39. Anavat sutta cittassa anangwa hatacce tasso banya ba ba bá hi nát xá nát thí trà gá ra tô phá văn. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, giác tỉnh không sợ hãi. Vâng thầy, dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ kính mời đạo tràng ạ. Mời quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Khích duyên cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu đi. Chưa được ha. Đợi cho được thôi, Nhật Quỳnh xin phép được đọc trước. Hay tu san ga hay hay ta vô na ma lo vô. À, đạo có thể đọc bài được không Trần Đạo? Nhật Quỳnh bớt bài lên cho Trần Đạo thấy để Trần Đạo đọc nha. Thời mà Trần Đạo nha. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Nam Mô Tham Ma Trí Đức. Kính chào Minh Kinh, kính chào quý ông đọc. Dạ, cảm ơn chị Nhật Trình cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin trả bài ạ. Số 2 La Mã, Hê Trú Săn Gá Hồ, Hê Tá Vô, Na Má Lô Phô, Đô Đô Sô, A Lô Phô, A Chát Bí Tha, Bá Quang Tí. Trong phần phối hợp về nhân, có 6 nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Tát tha băng ra quách đùy bàn cha cha vinh á ná sàng tì ra ná vót tha ba ná ha sa sa hê tu ca na má. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm. Suy đạt tâm, xác định tâm và tiểu sanh tâm. Sắp ba ni bí, ê ca sát tá tí, chích tà ni, sa tá hê tất cả 10. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tát tha bi mu ha chi ta ni e ca he tu ca ni. Trong những tâm còn lại này có 2 liên hợp với si và chỉ có 1 nhân. Sê sa ni đa sa a ku sa la chít ta ni chê quá nhà na vip ba yut ta ni đoà đa sa ca ma quá cha ra sô ba na ni cha ti đoà si sa ti đuý hê tu ca chít tăng. 12 loại tâm bất thiện còn lại là 12 loại tâm thiện, dục giới, ly trí cộng chung lại là 22, có 2 nhân. Đoà đá xá, nhà ná sân bá dút tá, cà mà quá chá rá, sô bá nà ní, chê quá bành chá, tìm xá, má há, má há. Má hát gá tá lô cút tá rá chít tà ní chà tí sát tá chát tà lì xá tì hê tú cá chít tà ní. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiện tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47, có 3 nhân. Lô phô đô sô chá mô hồ chá hê tú á cú sa lá tá dô á lô bà đô sa mô hồ chá cú sa lá và cá tà tá á thà. Tham sân si là 3 nhân bất thiện, cùng thế ấy vô tham, vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hê tu ca tha ra sê ca hê tu ca đuệ đoà vi sa tí đùi hê tu ca ma ta sa ta chát ta lý sa tí hê tu ca. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, 2 loại có 1 nhân và 23 loại có 2 nhân và 47 loại có 3 nhân.
Anavasutat Chittasa. À dạ, đó là câu kinh Pháp Cú số 39 ạ. Anavasutta Chittasa Anang Va Ha Ta Che Ta So Bunya Pa 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 Hi Na Sa Nathi Cha Garato Pa Yang. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, giác tỉnh không sợ hãi. Và con đã hình như là hết bài hả chị Nhật Quỳnh? Dạ, cảm ơn Quỳnh. Dạ, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, xà thủ kính cảm ơn trần đạo. Vừa vào là bị Nhật Quỳnh níu rồi. Mà đọc cũng giỏi quá. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị nha. Mời quý vị quan hỷ đọc qua bài để cho đạo tràng. Còn học buổi này là trần đạo rồi. Mình nghỉ hết 2 tuần ăn Tết nữa, ở trần đạo ơi. Nên thôi ngày nào học được ráng học nghe trần đạo nha. Dạ, quý vị trong đạo tràng ráng học. Chiếm được chút xíu nào quả ống đi. Từng cành hoa à, xa thú bàn tay của xích viên. Từng cành hoa chết lại thả đàn hoa. Dạ rồi, mời bàn tay xích viên nha. Nam mô Bụt Thaya. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức. Chào Quỳnh Kinh, chào cô Nhật Quỳnh, chào cô Meta, con xin chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài Hê tú sang gá hồ phân phối hợp. Hê tú sang gá hề hê tá hồ nà má lô phô đô đô sô mô hồ á lô phô á đô sô á mô hồ chắc tí chắc bí tha phá hoàn tí. Trong phần phối hợp về nhân có 6 nhân là tham sân si, vô tham, vô sân và vô si. Tát thá bàn chá đoà ra quá chát ná đi bàn chá quý na ná sám bá tí chá ná sàn tí ra ná vô út thá bá ná hát xá ná quá xê ná át thà rát sa hê tu ca chít ta ni na ma. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân và ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Sê sa ni sắc pa ni bi ê ca sát ta tí chít ta ni sát hê tú ca nê quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tát ta bí đề mô mu hát chí ta ni ê ca hê tu. Hợp một nhân. Sê sa ni đát sa aku sa la chít ta ni
Niyawipayutpani twadasa kamawacarati dwawisati dihetu kacittani. Mười loại tâm bất thiện dục giới ly trí cộng chung lại là 12, là 22. Con xin sám hối, là 22 có hai nhân. Đoà đắc xá nhan na sa sang pa yut ta kama vachara supa pani chewa pancha maha mahagata lokuta rachittani jati sata jata lisa ti hetu kacittani giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47 có ba nhóm lofo doso chat moho chat he tu aku là ta yo alo fa do sa sa mo sa moho chat ku sa la bi oh no ku sa la tham sân si là ba nhân bất thiện, cùng thế ấy vô tham, vô sân và vô si là thiện và vô ký. A he tu cát tha rát se ca he de de ti he tu ka mata sata chata li sa ti he 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Câu pháp cú 39. Anavasutta cittassa anavahata cetasso punappa pappa hinassa nati jagarato phayang. Tâm không đầy tràn mọi thiện ác, giác tỉnh không sợ hãi. Dạ, con đọc nhiều á. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ, xích viên vậy là giỏi lắm rồi, yên tâm. Nhật Quỳnh mà ăn phép thầy kinh khen chuyện mới được, vậy là quá giỏi rồi, phải không chị Mê Ta? Mới vô học vậy là quá giỏi là Nhật Quỳnh. Mà Nhật Quỳnh thấy có một học sinh trốn rồi chị Mê Ta ơi, chắc thấy bài tiêu rồi. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có một học sinh trốn rồi. Dạ thôi thì Nhật Quỳnh xin đọc, bởi vậy là quá giỏi rồi. Nhà chích đờ men hồi nãy Nhật Quỳnh thấy có chích đờ men mà chích đờ men giờ chấm tiêu. Nhật Quỳnh vừa post ba vừa đọc để ai đó
ở trong đó thấy có thể đưa tay được thì đưa tay nha. Để Nhật Quỳnh đọc mà không đưa bài lên thì nhiều khi quý vị sẽ không thấy bài, mà tại sao thấy đọc bài, nên quý vị cứ quan hệ đi. Nhật Quỳnh, quý vị trong đạo tràng có thể, không biết Thi Lâm nay có đọc bài được không ha, Thi Lâm ha, nếu đọc bài được cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha, Thi Lâm nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc hai la mã. Hê tu san ga hê hê ta vô na ma lô phô đô sô mô hô a lô phô hô vi tha pha quả tiết trong phối hợp về si vô tham vô sân. Tát tháp ban ra quát cha na đi quan cha quân nhà na sam bát tích cha na a quát tháp ban na ha san na quá sề na a thầy tu ca chi ta na ma. Nơi đây tám loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, sát tâm và đề sa ni sáp ba ni bi e ta ti chi ta tu ca nê quá tất cả 71 lần. Ta ha chi ta ni e ca hê tu ca ni trong những tâm còn lại này hai liên hợp với si xe ni đa đa sa aku nhà na quê vô ta ni đo đa sa ca ma qua cha ra sợ hoa nà ni cha ti đoà quỳ sa ti đi hề tu ca chi ta là 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là đó. Đò đa sa na sam ba yut ta ka ma qua cha ra sơ pha na ni cha sa ma hát ga ta lơ kut ta ra chi ta ni cha ti sa ta cha ta li sa ti hề tu ka chi ta ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm 47 có 3 nhân. Lô phô đô sô cha mô hô cha hê tu cú sa la ta dô á lô pha đô sa mô hô cha cú sa ta tha tham sân si là ba nhân bất thiện và vô si là thiện và vô ký. A tha ra se ca hê tu ca đê đo quy sa ti đi hê
Tuka Matati Tuka. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại. Anawa sutachitta saananwa harat. Dạ, cho Nhật Quỳnh đọc lại. Anawa sutachitta saananwa hatache taso buồn nha ba 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 hi na sana ra tờ phà văn. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận không phá, tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, giác tỉnh không sợ hãi. Nam mô Bụt Tha giá dạ. Rồi Châu Nguyễn vừa chạy vào là chạy đi rồi, tính níu áo chưa kịp níu kịp bên đây. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, và nếu không có bàn tay ai thì thỉnh Minh Kinh trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ Nhật Quỳnh xin đăng, kính mời Vinh Kinh đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ Châu Nguyễn vào chạy ra, chắc có lẽ đường nét ở Việt Nam hôm nay bị bất ổn rồi, nhiều vị vào không nghe được, mà khi nghe được cũng không cầm mic được. Chờ tí ạ, chờ tí thì Nhật Quỳnh. Một là đọc bài nữa. Thầy Kinh chờ Châu Nguyễn vào kìa. Châu Nguyễn ơi, nghe được không? Đưa bàn tay mình lên, Nhật Quỳnh nhường mic để thả mic xuống. Rồi ở đầu tràng tưởng máy Minh hư, rồi biết chắc luôn, nghe không được rồi. Nghe không, chỉ học trò Vinh Kinh coi làm sao nghe được đi. Alo, alo. Nhật Quỳnh đọc nữa à. Hôm nay máy cắt cỏ ồn quá. Dạ, giờ Quỳnh Kinh biểu chờ. Thôi Nhật Quỳnh đọc tiếp đi. Văn ôn võ luyện đi ha quý vị, chứ để máy nằm không, cơm nằm mà vắng teo thì khổ quá. Rồi chừng nào Quỳnh Kinh, Nhật Quỳnh đọc tiếp nha. Chừng nào Quỳnh Kinh muốn lên mic thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh xin nhường mic. Không sao hả? Không sao. Mình nói nhiều thì mình nói sợ bị mang nghiệp. Còn mình đọc bài thì không sao hết. Đọc nhiều càng tốt. Rồi bây giờ Châu Nguyễn nghe được chưa? Alo, alo, Châu Nguyễn nghe được chưa? Rồi, nghe được rồi, tốt rồi. Vậy giờ mời cho Nguyễn cầm mic nha.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khả giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính chào thầy kinh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Mekta, cô Nhật Huỳnh đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Trần Đạo ạ. Của con sao cái máy của con nó bị che mất chữ. Hệ tu sằng ga hồ nhân phối hợp. Hệ tu sằng ga hệ hệ tao hồ na ma lộ phô đồ sô mô hồ a lộ phô a đồ sô a mô hồ cha tí chấp bỉ thà phá hoàn tí. Trong phần phối hợp về nhân có sáu nhân là tham sân si, vô tham vô sân và vô si. Tập tháp bành cha đoà ra quách cha na đi bành cha huỳnh nhà na sầm bát tích cha na sàn tỳ ra na quách tha pa na ha sa na wa se na a tha ra sa he tu ka chi ta ni na ma. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ sống thức, tiếp thọ tâm, suy đạo tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Sê sa ni sáp bà ni bí ê ca sáp tá tí chít tà ni sa hệ tu ca nê quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tạc thà bí đuệ mô mù ha chít tà ni, ê ca hệ tú ca ni. Trong những tâm còn lại này, có hai liên hợp với si, và chỉ có một nhân. Sê sa ni đá sa a cú sa la chít tà ni, chê qua nhà na huyết ba yút tà ni, đòa đá sa. Cà mà quá chá ra sô phá nà ní chà tí. Đòa quỳ xá tí đuý hệ tú ca chí tà ní. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22, có hai nhân. Đòa đã cà mà à qua cha đồ phá nà ni chề qua bành cha tình sa ma ha gia ta ti sát ta chát tà lì sa ti hệ tu ca chít tà ni. 12 loại tội tâm thiện và siêu thế cộng chung lại là 47, có ba nhân. Lô phô đô sô cha mô hồ cha hề tu á cú xa là ta dô á lô phà đô xa mô hồ cha cú xa là cha cú xa lắp già ca ta ta thà tham sân si là ba nhân bất thiện. Cùng thế ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hệ tu ca thà ra sệ ca hệ tu ca đề đòa quỳ sa tí đi hệ tu ca mát tà sắc tà tà lý sa tí hệ tu ca. Nên hiểu rằng có 10 tâm làm không có nhân
hai loại có một nhân và 47 loại có ba nhân. Câu pháp chê ta sô bồn nhá ba ba hì ná sa nát thí trà gá rá tô phá dăng tâm không hận công phá đoạn tuyệt mọi thác giác tỉnh không sẽ thư. Con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai coi. Con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Cô có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không cô? Cô có thể thử cầm mic được không? Dạ, nếu mà cô cầm mic được Nhục, dạ, cô tự nhiên cho Nhục Quỳnh một tín hiệu đi. Có thể cầm mic được không cô? Vậy Nhật Quỳnh kính mời cô cầm mic thử nha, hãy bắt bài lên nha, nhà mời cô. Nam mô Bụt Thầy, dạ rồi, cô tu nữ tại duyên bá rồi được. Truyền Việt Nam, dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh nghe Châu Nguyễn không được khỏe lắm. Nhật Quỳnh một tín hiệu nếu mà Châu Nguyễn bớt bài được. Bài được thì Nhật Quỳnh kính mời Châu Nguyễn quá tài nha. Dạ, xà thu cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, bây giờ thì Như Quỳnh thay mặt đạo tràng cung thỉnh Quỳnh Kinh trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha, dạ. Dạ, kính mời Quỳnh ạ. Dạ, Nam mô Bích Tha, dạ. Nam mô Tâm Ma, dạ. Nam mô Sa. Quý vị đọc bài là khá, hôm nay bài khó, bài là khó nhưng mà thấy cái gì đó Christina võ mới vô được có mấy quá có tiến bộ rồi cô tự nhiên vô cũng ha kẹt mic rồi rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào bài học. Bây giờ nhờ cho Nguyễn viết dùm cho cô Nhật Quỳnh cho cổ khỏe gỗ nhẹ ta gỗ giúp không thôi gỗ rên quá gỗ than hoài khổ ghê nói coi Nhật Quỳnh sướng nè hết hết rên hả không rồi bây giờ mình vô học vô chi tiết không hê tú săn cá hô học về hê tú săn cá hô tức là nhân phối hợp hê tú săn cá hô nhân phối hợp hê tú săn cá hô có những cái phần rắc rối nha, phần khó gì nghe từ từ để ý học từ từ học chậm lại đó
học đây là trước mình chịu khó mình coi đi coi lại, sau mình học ở cái này mới hiểu nữa, càng lúc càng vô sâu rất khó. Rồi xuống dòng có sáu loại chia làm hai nhóm, có sáu loại chia làm hai nhóm. Dòng nhóm A nhân bất thiện hai chấm, nhóm A gặp nhân bất thiện hai chấm, tham sân si, nhóm A nhân bất thiện hai chấm, tham sân si. Rồi nhóm B hai chấm, nhóm B nhân thiện và vô ký hai chấm, B nhân thiện hai chấm, A nhân thiện và vô ký hai chấm, vô tham vô sân vô si. Rồi đó là chúng ta phân ra cái về cái nhân này, nó phân ra làm được hai nhóm, nó có sáu loại phân được hai nhóm. Có tham vô sân vô si, tập ba nữa là sáu, có sáu loại nhân. Và nhân này chia ra làm hai nhóm, nhóm A thuộc về nhân bất thiện, nhân bất thiện và gồm có thể là gốc là có là tham sân và si là thuộc về nhân bất thiện. Mình nắm được mấy cái căn bản loại ha. Rồi nhóm B là nhân thiện, là nhân liên hệ, nên nhân nó thuộc về thiện pháp, là nhân thiện ý, tức là không có phải là nó những cái nhân này nó sanh trong cái tâm quả và tâm di tác, thì được gọi là nhân vô ký. Thì nó cũng có ba nhân vô tham vô sân và vô si, sanh trong những cái tâm thiện thì được gọi là nhân thiện, hoặc là những cái tâm mà tịnh hảo thì được gọi là nhân thiện, và tâm di tác thì gọi là nhân vô ký. Chẳng hạn như là ví dụ như vô tham vô sân vô si nó sanh trong tám tâm thiện dục thiện, còn nó sanh trong tám tâm quả, tám tâm quả thiện thì được gọi là nhân vô ký, hoặc là nó sanh trong tác thì được gọi là nhân vô ký. Còn khi nào nó trong những cái tâm, chẳng hạn như trong tâm tâm thiện vậy, tâm thiện, tâm thiện mà thiền sắc giới, tâm thiện thiền sắc giới thì nó ba cái nhân này nó cũng được gọi là nhân thiện. Nhưng mà khi mà ba nhân này nó sanh trong cái tâm quả sắc giới hoặc là tâm di tác sắc giới thì được gọi là vô ký, được gọi là nhân vô ký. Quý vị nắm được ý này chưa? Nắm được ý cho biết đây. Alo. Tức là chúng ta sẽ thấy là thường thường ta nói có sáu nhân là nhân và tham sân si, vô tham sân si là có sáu nhân ha. Nhưng mà giờ thêm cái vô ký này vô thì là chúng ta có chín nhân. Nhưng mà thật sự vô tham vô sân vô si là nó nằm trong nhóm B thôi, nó là vừa thiện và vừa vô ký luôn, thành ra nó cũng là sáu nhân, nhưng mà lúc mà vô cái vô ký thành ra ba nữa là chín. Giờ khi có ai nói có chín nhân cái mình không biết được, mình mò, nhưng mà mình nên hiểu thêm chút xíu là mình sẽ biết. Dòng nhân tính theo giới vứt, nhân tính theo giới vứt giới là cảnh giới đó. Dục giới hai chấm, một dục giới hai chấm có chín nhân. Chính nhân là chính nhân gì? Alo.
Em ru trời. Hello. Mới giảng xong thì hỏi tới chủ trì đắc đạo rồi mà. Tham sân si, tham vô sân si. Ba nhân do ba nhân vô ký, ba nhân di tác đặt ba nhân vô ký. À, nhưng phải gì? Tác với thì ra trong cõi dục giới có được chín nhân và ba nhân bất thiện có nè, ba nhân thiện có nè, ba nhân vô ký có, thì như vậy trong cõi dục có chín nhân. Ok, sắc giới hai chấm, tức là cõi sắc giới đó, sắc giới hai chấm có sáu nhân. Kể ra coi. Hello. Ủa xin ta còn đó không vậy? Sao thấy im ru rồi? Về Việt Nam vui quá quên bà hết trơn rồi. Sắc giới có sáu nhân kể ra. Hai Nguyên Trang mới vô rồi không? Rồi, xà thấu. Cô gì ta, nhiều quá, là im ru hết trơn ta. Như Quỳnh, vô tham, vô sân, si và ba nhân vô ký. Xà thấu, xin Như Quỳnh, giỏi quá mà. Đúng rồi, sắc giới có sáu nhân là ba nhân thiện, vô tham, vô sân, vô si, cộng ba nhân vô ký. Cõi sắc giới là thuộc về cõi thiền, mà là không có ba nhân bất thiện. À, thì là cõi sắc giới có sáu nhân, ba thiện, ba vô ký. Rồi, xuống dòng số ba, vô sắc giới. Vô sắc giới. Có nhân cũng vậy luôn, vô sắc giới có sáu nhân, ba thiện, ba vô ký. Đây nên hiểu rằng sắc giới với vô sắc giới này nó có không, nó có sáu nhân là ba thiện ba nha. Nó vẫn có pháp thiện, nhưng mà lúc này là chúng ta chỉ lấy cái giới, cảnh giới của sắc giới, tức là những cái tâm sắc giới đó. Tâm sắc giới và tâm của sắc giới đó. À, và tâm thiện sắc giới, tâm quả giới, tâm quả thiện vô sắc giới và tâm di tác của sắc giới, tức là lấy theo tâm cảnh giới mà lấy theo tâm lúc đó, đó. À, thì nó có sáu nhân. Bây giờ nó hiểu được ý nào không ta? Mà mình dòm bản điêu mình thấy là sắc giới một sắc giới có nhân thôi, ba thiện ba vô ký, ba thiện ba vô ký là sáu à. Rồi à, chứ không phải là ở trên của sắc giới không có bất thiện đâu, có bất thiện hết á, có tham có sân si đầy đủ thế gì đó. Rồi xuống dòng số 4, siêu thế. Nãy sắc giới vô sắc giới rồi tới siêu thế cũng có sáu nhân, ba thiện ba vô ký.
Rồi, siêu thế có sáu chân ba thiện ba vô ký, tức là siêu thế thì nó có bốn đạo bốn quả, thì nó chỉ có sáu nhân này thôi, ba thiện ba vô ký ha, chứ nó không có ba bất thiện lọt vô được ha. Thì vì vậy nhân mà tính theo giới bức á, thì chúng ta nói về phần dục giới, tức là những cái tâm mà thuộc về dục giới, toàn bộ những tâm dục giới á, thì có chín nhân, ba bất thiện ba vô ký. Sắc giới thì có sáu nhân, ba thiện ba vô ký, vô sắc giới có sáu nhân, ba thiện ba vô ký, siêu thế có sáu nhân, ba thiện và ba vô ký. Nắm được phần này hết chưa, tổng thể hết không? Rồi xuống dần. Ý nghĩa về nhân, ý nghĩa về nhân ý nghĩa về nhân hai chấm, nhân thê tú hai chấm, cội rễ căn gốc nguyên nhân, đó là ý nghĩa của nó ha. Cội rễ căn gốc nguyên nhân, nhân hay tú. Là cái chữ nhân này đó, là từ cái chữ hê tú, tức là nói nó ý nghĩa của nó là nói là cái cội rễ, đó là chủng để nó thành những cái pháp khác. Thì đây chúng ta phải hiểu rõ cái chữ nhân hay tú là rễ, là căn gốc, giống như cái cây mà nó có cái cội, cái rễ, gốc rễ đó vậy đó. Rễ cây đó, hoặc là căn gốc đó vậy đó. Thì như vậy được gọi là nhân, chứ không phải nhân là người nha. Nhân đây là hạt nhân, là chủng tử căn gốc đó. Rồi xuống dòng số 1, giờ mình học ra từng loại này. Một nhân tham, một nhân tham bây giờ trong cái nhân tham này rất là nhiều cái định nghĩa về cái nhân tham này. Lúc đầu chúng tôi tính chỉ nói nắm hết tất cả những ý nghĩa của cái chữ là tham này, cái chữ nhân tham này, để mình hiểu được càng nhiều càng tốt, càng sâu sắc càng tốt ha. Rồi xuống giờ chịu khó ghi chút xíu, nhân tham hai chấm, tham bồng bột, tham luyến, tham đắm, tham bồng bột. Tham muốn, tham cầu, gọi là tham luyến, tham muốn, tham cầu, thái độ tham muốn, sự tham muốn, thái độ tham muốn, sự tham muốn. Rồi xuống dòng tiếp, gạch cái đấy nữa, vương vấn thỏa thích hoan hỷ, vương vấn nè, thỏa thích vui thích hoan hỷ, say mê quyến luyến ràng buộc, trói buộc, nhiễm đắm, trói buộc, dính líu, nhiễm đắm, khát vọng, trói buộc, dính líu, nhiễm đắm, khát vọng, ảo vọng. Xuống dòng tiếp nữa, nhiều lắm, nhiều cái đẹp, nhiều cái chữ hay, rất là hay ha. Chúng ta mình lấy hết ha. Ái vọng, ái ở ngoài trong mặt, ái hà sao khát
khác ái, khác ái, ái thần mở ngoặc dây trói buộc, ái thần khác ái, phải ái thần, thằng thằng này thằng kia đó, nhưng mà thằng này có nghĩa là dây trói buộc. Rồi ái tỏa lan, ái tỏa lan, ái thân tình thương, ái thân tình thương, kết buộc, kết buộc, nguyện cầu, ước muốn, kết buộc, nguyện cầu, ước muốn, muốn sự ái xâm lâm, ái xâm lâm, lâm là rừng, ái xâm lâm là rừng rậm. Ái xâm lâm là rừng ha. Ái mật lâm, rừng tịch mịch. Ái mật lâm ở ngoặc rừng tịch mịch. Ái xâm lâm, rừng rậm, xâm là dấu 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 dấu, 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 dấu đúng rồi. Dấu 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 mũ á, dấu mũ. Ái xâm, ái mật lâm, rừng tịch mịch, mở ngoặc lâm, mật lâm, rừng tịch mịch. Rồi. Muốn sắc thinh hương vị xúc, muốn sắc thinh hương vị xúc, muốn muốn lợi lộc, muốn tài sản, muốn con cái, muốn con cái, muốn sống, muốn sống, muốn con cái, muốn sống, muốn sanh hữu, mộng ước, mơ mộng, mê mẩn, mộng ước, mơ mộng, mê mẩn, tốt, luyến phi pháp, mong điều tốt, luyến phi pháp, ước vọng, hoài vọng, hoang lạc, vọng cầu, ái dục, ước vọng, hoài vọng, hoang lạc, vọng cầu, ái dục, ái hữu, ái phi hữu, ái sắc, ái phi sắc, sắc ái,
thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Mộc lưu là thác lũ, mộc lưu thác lũ, kiết phược mở ngoặc trói buộc, mộc lưu thác á, giọng thác lũ á. Kiết phược rồi kết ít mở ngoặc là cột thắt, kết có nghĩa là cột thắt. Phải. Chướng ngại cái, chướng ngại cái mở ngoặc là truyền cái, thủ chứ phải hữu, thủ thủ là chấp thủ, ái ái dương thủ, thủ là ái gấp đôi, thủ bỏ chữ hữu đi, hữu rồi đúng rồi. Tùy phiền não, tùy phiền não, tùy miên, xâm nhập, ái thần mở ngoặc là dây, thần nghĩa là dây, ái thần vật dục, ái thần mở ngoặc là dây vật dục. Rồi. Cội khổ, nhân khổ, nguồn khổ, lưỡi câu ma, bảy ma, lưỡi câu ma, ma bảy ma, lưỡi câu ma, ma cảnh. Ái như sông, ái như lưới, ái như xích, ái như biển, như xích, ái như biển. Tham ác, chúng ta thấy là còn một rất là nhiều cái chú giải mà người ta đưa ra cho chúng ta thấy về cái ăn tham từ cái nhân tập, khi chúng ta có những cái trạng thái như thế nào đó, chúng ta hiểu được khi chúng ta coi những cái này, có một cái số này chúng ta nắm được ý này, chúng ta sẽ hiểu được và như nào. Hạn bồng bột, tham vọng, tham muốn, tham cầu, thái độ tham, sự tham muốn, đúng không? Thì lúc đó chúng ta có
phát sinh những cái trạng thái đó là do cái từ cái căn tham, do từ cái nhân tham này, hoặc là vương vấn trong trong dục lại mê quyến luyến ràng buộc trói buộc, dính líu nhiễm đắm các mỏ ác vọng vân vân, thì lúc đó chúng ta là cũng bị từ cái căn tham này. Hoặc là chúng ta có những cái trường hợp như là có trữ tình, có tình bạn, có ái thân, có tình thương, có sự luôn sự kết buộc, hoặc là có sự nguy rơi vào trong cái lưới tham này. Là còn thấy những cái cầu như rừng rậm, tức là chúng ta thấy là cái ái nó khiếp, nó rất là kinh khiếp, bởi vì ái nó bao trùm mà. Ái là cái sự mong muốn về cảnh hưởng thụ về sắc tinh hương, muốn lợi lộc, muốn tài sản, muốn con cái, muốn sống lâu, rồi muốn được sanh trở lại nữa, muốn được sanh hữu. Nghe nói nếu mà tu tập mà chứng đắc niết bàn thì tự nhiên cái tâm mình nó bắt đầu nó phát sanh cái sự mà tiếc nuối, không muốn ngưng mà muốn sanh hữu tiếp, là cũng là từ cái trong cái tâm mình, trong cái gốc tâm của mình nó có cái sự, có cái nhân tham nó làm tác động. Thì như vậy chúng ta thấy rằng những ý nghĩ, những cái từ ngữ mà những nhà chú giải người ta đưa ra đều có một cái ẩn bên trong rất là tuyệt vời. Chúng ta nhiều khi mình nghĩ mà không phải là do từ cái đó, chẳng hạn như mình có cái mơ mộng, mình mong muốn này như những cái điều được tốt, mà mong muốn những cái sự giàu sang, mong muốn được hưởng hay từ cái nhân tham này, nó phát sinh ra những cái tư tưởng đó, an lạc vọng cầu cái, ái, những cái sự luyến ái đều từ cái nhân tham này. Và cho nên những cái vấn đề này được những bậc chú giải người ta đưa, chúng ta thấy rằng nó rất là sâu sắc, nó rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta không có những cái này chúng ta khó mà biết được. Ngang như mình ngồi đó, mình ước vọng, mình hoài vọng, mình mong muốn, ước vọng, mình vọng cầu để có được cái này cái kia, thì cái những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ nó cũng từ cái căn tham phát sinh, từ cái nhân tham nó phát sinh. Rồi đến độ mà chúng ta ái, ái hữu, ái phi hữu, tức là ái gì cái có, mà ái cái không, ái sắc, ái phi sắc, rồi ái cái đoạn diệt, cũng phát sinh từ cái ái ra. Chúng ta thấy nhiều cái đặc biệt lại cho chúng ta. Cần phải học hỏi. Thì bởi vì trong cái tứ đế thì tập đế chính là ái. Chúng ta thấy chính vì cái đó mà chúng ta, nếu mà chúng ta đã hiểu được, chúng ta chứng ngộ được cái tập đế đó, và giờ chúng ta giải thoát. Cho nên ai mà chứng ngộ được tứ diệu đế thì người đó giải thoát khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nhưng mà đây chúng ta không hiểu, chúng ta chỉ biết một cái số nào thô thiển thôi, mà chúng ta chưa có nắm được tất cả những cái cội nguồn của nó, chúng ta chưa hiểu được nó một cách mà rõ ràng và xác thực. Cho nên chính vì như vậy chúng ta vẫn còn bị chìm đắm, vẫn còn luân hồi, vẫn còn bị rơi vào trong bẫy, vào trong cái lưới câu của ma. Là dí ái như là sông, ái như là lưới, ái như là xiềng xích, ái như là biển, nó bao la, nó khủng khiếp lắm. Và cho nên ái chính là tham ác, ái là tham là căn bất thiện. Đó là một cái số định nghĩa mà chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị, để mình có một cái giống như một cái đám này lên, nhưng mà nó thấy có cái sự lợi ích trong đó, để chúng ta có cái giống như cái mà cái tài sản để mình để riêng cho tối ha. Chứ nếu mà thật ra chỉ cần nói, nếu học sơ sơ, nói sơ sơ vài cái, nhưng mà nói sơ sơ thì uổng quá. Được. Rồi, đó về nhân tham. Và bây giờ mình nói về số nhân sân. Cũng có một dòng ha. Thái độ
tối, thái độ phẫn nộ, tức giận, nóng nảy, giận dữ, hờn giận, tức giận, nóng nảy. Ám hại, quyết ám hại. Sự sân độc của tâm, sự ám hại của tâm, của tâm. Sự hãm hại, cách hãm hại, thái độ cách hãm hại, thái độ hãm hại. Sự hiềm hận, thái độ hiềm hận. Rồi. Sự sân cách sân độc, thái độ sân độc. Rồi. Sự đối lập, phản đối. Sự đối lập, phản đối, hung dữ, lỗ mãng, sự bất bình của tâm, đối lập, phản đối, hung dữ, lỗ mãng, sự bất bình. Rồi, đó là một số cái ý nghĩa về cái chữ gốc của cái sân thì nó đưa ra những cái trạng thái tâm của mình, những trạng thái tư tưởng của mình, nó phát sinh là những thái độ về khi mà mình bi một cái gì đó mà mình sẽ phát sinh ra những cái trạng thái như vậy, phẫn nộ rồi mình phản kháng rồi mình chống đối, rồi tâm mình nó giận, nó tức hờn giận nóng nảy, rồi từ cái nóng giận chống phản kháng này nó đưa tới cái gì ám hại, đưa đến tâm mình có những cái trạng thái như là sân độc của tâm, tâm mình có cái sự sân độc, từ cái sân độc này thì nó đưa đến sự ám hại, và sự ám hại này đưa ra tới cái tư tưởng hãm hại, tìm cách hãm hại, thái độ hãm hại, hiềm hận sân độc, thái độ sân độc, rồi đối lập, phản đối, rồi hung dữ lỗ mãng, sự bất bình, tức là khi cái tâm sân này nó vì cái nhân của cái sân này nó điều phối, nó làm chủ tình hình đó, thì lúc đó cái tâm của mình rất là khiếp. Không biết quý vị khi mà mình sân lên, quý vị có cảm nhận được cái tâm của mình nó dữ đến mức độ nào không? Chúng ta thấy là khi mình hoặc là ai đụng cái tổn thương mình, ai làm cho mình khó chịu thì sân ra và nhiều cái tư tưởng mà khiếp lắm. Rồi có nhiều người, nhưng mà tôi nhớ có những cái câu chuyện mà có một cô đó, cô đi thiền, nó vô thiền viện đó, thì đó là cái ông mà giống như là ông tổ chức, ông đi đi kiểm soát vòng vòng đó. Ông đó cũng thuộc dạng cũng ba trận lắm, ông hay nói này nói kia đó. Thì bữa bà ảnh ra, ông nó đi lại gặp cái cô đó, ông nổi tam bành lật mặt lên, còn kể là lúc đó là cũng dặn cổ ông, ông cho ông chết nữa, tức là muốn dặn cổ, bẻ cổ ông cho ông chết, cái lòng sân hận nó sanh lên. Chúng ta
đang vô trong tu thiền viện nó còn vậy. Ừ, chúng ta thấy ở ngoài nếu mà có những cái trường hợp mà chúng ta khởi lên như vậy là chúng ta phải biết là mình đang trong cái trạng thái này, cái tâm trạng thái tâm sân hiềm ẩn sự mà ghê gớm của cái trạng thái nhân của nhân sân này, nó đưa cho chúng ta đến một cái những cái tư duy như vậy, và những cái tư duy ác như từ này nó đưa là không biết. Rất là ghê, trong cái nhân sân này rất là khủng khiếp, cho nên là chúng ta học để những cái này khi mà mình có những cái trạng thái, chẳng hạn những trường hợp nhẹ thôi, chẳng hạn như mình thấy bất mãn thôi, mình phải bất mãn cái vấn đề chút là cái tâm mình đó là có rồi đó, nó mỏng mỏng nó xúi, cái tâm nó tự nó xúi, nó dựng chuyện, nó lý luận rồi nó vẽ tuồng vẽ tích đủ thứ, nó làm cho mình càng lúc mình càng điên lên, thì như vậy chính những cái tâm nó là con ác ma, nó là dục, nó làm cho mình phải khổ sở với nó. Mà cái tâm sân này quý vị thấy thì sao, chúng tôi thấy nhiều khi có những lúc mình thấy nó khó chịu mà nó kéo dài lắm, mỗi lần nó kéo dài nhiều khi lâu lâu mình nhớ lại lại sân, cái tâm sân nó ghê lắm. Không biết này có ai bị không ạ? Chúng ta thấy là cái trạng thái tâm sân đúng là lửa, nó rất là ghê, khi mà đụng chuyện đụng nó phừng lên, thì đó chúng ta thấy là nhân nó là như vậy. Rồi cái gì? Ai vậy, cái tâm mình kia, trong tâm mình kia có chuyện gì khó chịu cái mình bực lắm, rồi cái mình lâu lâu mình nhớ là cái bực, nhớ là cái bực, cái tâm Nguyên Trang là chọc gì đó nghĩ là Dĩ Trang có thấy nổi điên. Rồi, đó là cái ý nghĩa của cái nhân. Rồi số 3, nhân si. Rồi, tiếp dòng. Sự không hiểu trong khổ, không hiểu tập khởi của khổ, không hiểu diệt khổ, không hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ, không hiểu diệt khổ, không hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ. Mở ngoặc tư diệu đế, ngoặc tư diệu đế, tức là nhân si đây là nói về sự không hiểu về khổ đế, là không hiểu về tập khởi của khổ, là không hiểu diệt khổ và không hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ. Rồi xuống không hiểu vị lai, không hiểu quá khứ vị lai, không hiểu quá khứ, không hiểu việc. Rồi xuống dòng không hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh, không hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh hay nhân duyên, không hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh, mở ngoặc 12 nhân duyên.
thập nhị duyên khởi đó. Dòng tiếp theo một số ý nghĩa khác nha. Sự không biết, không lãnh hội, sự không biết, không thấy, không lãnh hội. Không liễu ngộ, không liễu ngộ, không thực chứng. Không thông suốt, không thấm nhuần, không thông suốt, không nhiếp thu, không thấm nhuần. Không xét đoán, không phản tỉnh, không tỉnh giác. Không xét đoán, không phản kháng, không phản tỉnh, không tỉnh giác. Rồi, xuống dòng. Thiếu trí, thiếu trí, khờ khạo, si, si mê, si ám, si ám. Vô minh, vô minh, vô minh bọc, vô minh phối, vô minh, vô minh bọc, vô vô minh tiền miên. Vô minh xâm nhập, vô minh then chốt, vô minh xâm nhập, vô minh then chốt. Si là căn bất thiện. Vô than chốt si là định nghĩa một số ý nghĩa về cái nhân si này, tức là khi mà nói tới nhân si tức là chúng ta biết là nó vô minh. Và đây chúng ta thấy là nhân si nghĩa là sự không hiểu trong khổ, tức là không hiểu khổ đế, nó không hiểu khổ sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu u bi khổ não là khổ, gần người mình ghét cũng khổ, mà xa người mình yêu cũng khổ, nói chung là có ngũ uẩn thủ này là khổ. Mình không hiểu được đó, mình không có thông suốt được đó, mình không có liễu tri được đó, đó. Hoặc là mình không hiểu được tập khởi của khổ là nguyên nhân sanh ra cái khổ đó, mình không hiểu nó và hiểu được cách diệt khổ. Không hiểu được diệt khổ là gì, niết bàn là như thế nào mà không hiểu được,
và mình cũng không nắm được cái lý mà pháp hành để đưa đến việc khổ, không có hiểu được cái pháp đó là bát chánh đạo đó. À, thì như vậy là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế mình không hiểu biết. Rồi mình không hiểu quá khứ, tức là không có biết về quá khứ như thế nào, mình có ra sao, vân vân, mình không hiểu được. Rồi vị lai mình cũng không biết, rồi cả hai mình cũng không biết luôn, quá khứ vị lai mình cũng không biết luôn. À, rồi tại vì mình còn vô minh, thiếu trí, mình không thấy được. À. À, rồi không hiểu những cái pháp duyên tánh liên quan tương sinh, tức là những cái pháp tương sinh với nhau, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, sắc duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ não. Mình chỉ đọc thuộc bài ha, nhưng mình không hiểu nó là thế nào, vô minh như thế nào, tại sao vô minh là duyên cho hành, duyên là duyên như thế nào, cho nên chúng ta vẫn còn u si mê. Chúng ta thấy là một số những cái từ ngữ ý nghĩa để là nhận viết ra, giải thích ra cho chúng ta thấy được chúng ta thuộc về si mê ở chỗ nào. Mình sẽ thấy được mình không có hiểu lãnh hội, mình không chưa có thấy được cái gì, mình chưa có phản kháng, chưa có tỉnh giác được những vấn đề đó, hoặc là chúng ta là người thiếu trí, khờ khạo, si si mê, si ám. Tâm mình nhiều lúc chúng ta có những cái trạng thái tâm mình nó mờ ám, nó si si mê mê mà mờ ảo ảo, ngồi đó mà cái đầu óc nó bị rơi vô trong trạng thái si ám, si mê. Cho nên thì cái nhân si này nó căn gốc của các pháp bất thiện này. Si là vô minh bọc, vô minh phối, vô minh tùy miên. Si là căn của bất thiện, vân vân. Thì đó là chúng ta sẽ hiểu được một số si, tức là ba cái nhân quả bất thiện. Rồi chúng ta sẽ biết theo sơ lược về những tiếp theo là số 4 là nhân vô tham. Số 4, nhân vô tham. Tham muốn, không tham đắm. Trạng thái không nhiễm đắm. Không tham luyến, không quyến luyến. Trạng thái luyến, không quyến luyến, trạng thái không quyến luyến. Sự không tham ác, sự không tham ác. Vô tham là căn thiện. Rồi, đó là cái nhân vô tham, tức là cái căn gốc của cái vô tham này. Là khi trong tâm chúng ta có khởi là cái nhân vô tham này không có sự ham muốn, không có cái sự tham đắm, hoặc là cái trạng thái tâm nó không có bị nhiễm đắm bởi sắc, thinh, hương và ý xúc. Nó không bị nhiễm, nó không bị tham luyến. Khi chúng ta có sự quyến luyến thì chúng ta cũng có tham. Và ở đây chúng ta không còn quyến luyến, không có sự quyến luyến. Thì lúc đó chúng ta có cái sự vô tham, hoặc là trạng thái không quyến luyến, cũng vậy. Rồi sự không tham ác, vô căn vô tham là căn thiện, là nhân thiện. Thì như vậy ở cái nhân vô tham này chúng ta hiểu được nó
một số những ý nghĩa này, ngược ngược lại tất cả những cái ý nghĩa mà nhân tham mà chúng ta đã biết. Thì như vậy đó là nhân vô tham. Rồi số 5 là nhân vô sân. Hai chấm xuống dòng ha. Rồi. Không phiền giận, không phiền giận, không giận, không hờn giận, không phiền giận, không hờn giận, thái độ không hờn giận. Thái độ không hờn giận. Sự hài hòa, cách hài hòa, thái độ hài hòa. Sự thân mật, cách thân mật, thái độ thân mật. Tìm lợi ích, xót thương, không sân ác, không sân độc. Tìm lợi ích, xót thương, không sân ác, không sân độc. Vô sân là căn thiện. Rồi, như vậy là cái nhân vô sân thì nó cho chúng ta những cái trạng thái tâm là không có bị phiền giận, không có hờn giận, không có giận là phiền phiền não, thái độ mình không có hờn giận, luôn luôn có sự hài hòa, cái tâm mình luôn luôn có một cái trạng thái hài hòa, cách hài hòa, thái độ hài hòa, có sự thân mật, cách thân mật, thái độ thân mật, tức là có sự thân mật như vậy, không có cái sự mà thù ghét hay là có những cái trạng thái đó. Thì chúng ta có trạng thái tâm vô sân, luôn luôn tìm đến những cái điều mà tốt đẹp, những cái sự mà hài hòa, lợi ích, mà không có sân ác, không có sân độc. Thì như vậy vô sân nó chính là căn thiện. Khi mà vô sân này chúng ta tu tập, chúng ta làm cho nó lớn mạnh lên thì nó trở thành tâm tư. Thì nó được kêu là metta, kêu là tâm tư. Còn không thì nó chỉ ở trạng thái là thiện pháp, thì lúc đó cái tâm mình nó thuộc về, nó có những lúc mà không có giận hờn mắt mẻ luôn luôn mọi người ấy, là thì lúc đó cái tâm mình ở trạng thái là thiện mà có cái nhân vô sân. Còn mình tu tập đạt vô sân tới mức độ mà thành tựu được là có được metta, tức là tập tư. Rồi, sau đó là vô sân. Rồi số 6, nhân vô si. Nhân
thì sự khổ, trí hiểu sự khổ, trí hiểu sự khổ, trí hiểu tập khởi của khổ, trí hí hiểu pháp hành đưa đến sự diệt khổ, trí hiểu sự diệt khổ, trí hiểu khổ, rồi tiếp theo trí hiểu quá khứ, trí hiểu vị lai, trí hiểu quá khứ vị lai, duyên tánh liên quan tương sinh, trí hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh. Rồi, sử dụng trí hiểu, hiểu rõ, lựa chọn, trí hiểu, hiểu, hiểu rõ, nhắc, trạch pháp, đúng rồi. À, tiếp theo tham khảo phân khảo sát nghiên cứu tham phân định khảo sát rồi trả thấu tiếp theo thông rành mạch khôn ngoan, thông thái rành mạch khôn ngoan sáng suốt, hồi quang quán minh tỉnh giác sắc sảo, mẫn mẫn tiệp hồi quang quán minh tỉnh rồi xuống dòng tuệ là tuệ quyền tuệ lực là tuệ quyền tuệ lực. Tuệ như vũ khí,
tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, quang tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô si chánh kiến, tuệ như bảo vật, vô si chánh kiến. Vô si là căn thiện, rồi ở đây là nhân vô si, ở đây tức là phải nói rằng là nó là cái cội rễ của trí tuệ ha. Vô si nó đồng nghĩa với trí tuệ, tức là lúc đó chúng ta có được cái trí, hiểu được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, tức là hiểu được tứ gì đế, hiểu được quá khứ, hiểu được vị lai, hiểu được cả hai, và hiểu hiểu được trên là thập nhị nhân duyên. Và hiểu cái trí hiểu, khi chúng ta có được một cái sự hiểu biết, một cái trí hiểu, một cái sự hiểu, có cái vô si là có trí tuệ. Đúng nào chúng cân nhắc lựa chọn, có cái sự trạch pháp, có cái sự mà phân tích rồi vấn đề thì hiểu rõ vấn đề, thì lúc đó chúng ta có cái sự tham khảo, phân định, khảo sát, suy xét, nghiên cứu, chẳng hạn như tham khảo có cái đầu óc mình có cái sự phân định, khảo sát là chúng ta có những cái sự mà phân xét rõ ràng, mà u mê, mà chúng ta không trí tuệ là chúng ta chỉ biết là hết vô thở ra thôi, chúng ta không có một cái sự mà nhú khảo sát trong đó, không không có cái sự sáng suốt khôn ngoan trong đó. Trí tuệ như là minh mẫn, như là hồi quang quán minh, tỉnh giác sắc sảo, và người ta dùng ý như là vũ khí có thể đâm thủng màn vô minh, tuệ như lâu đài, những sự cao sang, những cách mà người ta dùng để ví dụ về những cái chữ tuệ này. Vô si là trạch pháp, là chánh kiến, là thì như vậy vô si được gọi là căn về sáu nhân. Vô tha nhân vô ký này là chúng ta biết là ba nhân vô ký. Vô tham, vô sân, si, thiện và các tâm duy tác hữu nhân, vô tham, vô sân, vô si trong các tâm quả hóa dị thục hữu nhân. Rồi như vậy là ba cái nhân này nó cũng giống như là ba cái nhân thiện ha, vô tham, vô sân, vô si, dị thục thiện, tức là những cái tâm quả dị thục thuộc về thiện, tâm quả dị thục là những cái tâm quả mà có đó. Dị thục đó. Chẳng hạn như tám tâm quả đại thiện dục giới, năm tâm quả sắc giới, bốn tâm quả là vô có mặt trong những cái tâm di tác hữu nhân, là những cái tâm di tác hữu nhân nha, có nhân còn di tác, tức là tám tâm di tác, dục giới, tịnh hảo,
tám là năm tam di tác sắc giới, khi mà ba cái nhân này nó sanh vào trong những cái loại tâm này thì được gọi là nhân vô thiện nữa, bởi vì nó thuộc về tâm quả và tâm di tại quả và hệ di tác của bậc A-la-hán thì không gọi là nhân thiện nữa mà gọi là nhân vô ký. Như vậy như quý vị nói được không ạ? Alo, alo. Về chín cái nhân này, ba nhân tham, ba nhân bất thiện, nhân thiện và ba nhân vô ký, là chỉ mới có phần nửa bài thôi nha. Còn tới học quý vị nhắc lại, nhắc lại học tiếp thêm cái về cái nhân phối này. Nhân phối. Bây giờ chúng ta chỉ nắm được một số cốt lõi về cái ý nghĩa của cái nhân này để chúng ta hiểu được nó là như thế nào và khi nó sanh lên trong tâm mình nó như thế nào để chúng ta có thể hiểu được nó một cách rõ ràng, một cách mạch lạc. Để khi mình không có bị lẫn lộn giữa thiện và bất thiện, bởi vì khi mình phân định rõ đâu là thiện, đâu là bất thiện chúng ta rất là vào thở ra mình phân biệt được những vấn đề thiện bất thiện nó xảy ra thì lúc đó rất là lợi ích cho mình và trí tuệ nó phát sinh rất là tốt đẹp tiếp. Cho từ từ cho nó thấm. Rồi do phước báo mà chúng ta học hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham A Di Đà, Nam mô Sang A Di Đà. Xin mời cô Nhật Quỳnh. Sa thú, sa thú. Thú lành thai tri ân huynh kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay cho đạo tràng được hiểu và học và hành theo dài. Và một lần nữa kính tri ân huynh và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Dạ, nếu Ngài Trí Đức nghe được âm thanh con thì đạo tràng cùng thỉnh Ngài chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Uất tam ăn ghê na vạn đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam ăn buột thể vô khá lý tổ đô sơ buột thô khả ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội quạnh đề hăng thẩm anh chết đức quy thăng quả răng thầm mê dầu khá đi tô đổ sâu thầm mô khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ủa tầm ăn ghê nào quạnh đề tăng khanh cha được việc thoát ta măng khâu khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo hành tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã sát tội lỗi ấy cho và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đức từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt A Di Đà. Dạ, vậy là ngài không có trước máy rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Dạ đề quá ta san tỳ vi ha ra qua xí ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê tại hiện tại